Chào các bạn. Hôm bữa giờ mưa gió các bạn, ở Lục mình không có đi rừng được. Hôm nay mình tiếp tục đi rừng nữa các bạn. Hôm nay mình qua đất đảo nha, mà không biết có cây gì không, mình chưa biết các bạn. Ui, đây có cây hải châu này. Mình đi thử có cây gì không. Một cây hải châu, hình như mình thấy là ui, một, hai, ba thằng chút chút kìa các bạn. Nhỏ, không có cây bự các bạn. Mày, kia này, cái quạt gió cái này các bạn. Ôi trời, nó siêu to khổng lồ lắm các bạn. Các bạn thấy nó đứng trên thùng núi to mà nó cao, mặt nó to khủng khiếp không? Mình đi thử đây. Hôm nay mình gặp cái gì các bạn? Chứ sáng giờ liều dốc lên, phi phòi rồi. Mà không biết có gặp được gì không? Không biết cái gì mà tìm nữa các bạn. Anh em họ đi đào, đông lắm. Họ dọn sạch rừng sạch núi hết rồi. Sáng nay lên tìm cái gì ta? Không biết tìm cái gì luôn các bạn. Không, đỡ phang vô rừng cái gặp đâu mình làm đó. Cái cây này vừa ý là mình dắt chạy các bạn. Tìm thử ra cái gì. Chú, nhìn cánh quạt kia khô sợ thiệt. Một chiếc xe siêu trường siêu trọng mà chở một cánh quạt đấy là chạy phút khối đen các bạn. Nó nặng hàng mấy chục tấn một cánh. Mình nghe đâu độ dài nó của cánh quạt đó nó 20 hoặc 70 mét các bạn. Độ dài nó là 70 mét mỗi cánh. Nhưng hai cánh là 140 mét. Mà anh em họ nói là nó nặng 25 tấn mỗi cánh. Ui, rất sợ. Còn cái các bạn nhìn này, đó, cái hộp mà vuông vuông đó các bạn. Trời, cái đó ngang một cái nhà bự của mình trong đó đó. Cái hộp vuông vuông đó là ngang một cái nhà bự của mình hả các bạn, chứ không phải nhỏ đâu. Ở xa mình thấy vậy đó, nó bự cứ sợ lắm. Mình thấy họ chiến, cái trụ đó là coi như chia ra sùm lắm các bạn. Mỗi khúc mà một chiếc xe đầu kéo siêu trường siêu trọng mà. Cái loại xe siêu trường siêu trọng với mấy xe đầu kéo bình thường các bạn. Mà kéo hình như cũng 3, 4 lóng gì á. Mới được, 4 lóng này hả? 4 lóng, 5 lóng gì mới được cái trụ đấy. Mà một chiếc kéo một lóng này là chạy phục khói. Sáng nay lên kiếm gì ta? Không biết cái gì mà kiếm. Hôm nay đi rừng cũng có một mình các bạn. Không có anh em. Vũ vũ trong rừng mình thôi. Tôi gặp cái giống gì trong đây. Còn xăm núi là khối kiếm này. Nó còn nữa đâu các bạn. Còn đồng chiếc đũa. Nhỏ chiếc đũa. Buồn lắm. Họ đợi cho nó lớn ấy. Bây giờ mình đi kiếm cái tầm bậy tầm bạ. Gặp cái gì mình cho cái đấy. Mới lên tới đây mà mệt rồi. Đi không mà mệt thì dắt cái gì xuống chiếc ly lử rồi. Xong đò. Mình tiếp tục đi nữa các bạn, kiếm thứ ra gì. Mình gặp đây có mấy cây hải châu này các bạn. Ôi, dưới đây con cây nữa. Qua bên kia là biển rồi các bạn. Mình có thứ đây, cái đây một cốt mà thắng các bạn, kia một bụi, cái thứ nó nhỏ nhỏ, không có cây to đâu các bạn, chút chút thôi, cho cái bụi đây nó mập dữ to, đây bụi nữa, ui, em bé không, xung quanh đây còn cái nào nữa không ta, đây có mấy cây nhỏ này các bạn. Đây. Kèm keo. Đây nữa. Đây bụi nữa các bạn. Lá nó này. Là dài. Hai tàu. Lá nhỏ dài. Chà, có cái bụi đấy to. Đây các bạn. Một cọng rừng. Chụp cái thân còn kèm keo. Ha. Mình đào cọng rừng này các bạn. Lá đây.
Đó, nhỏ dài. Đào luôn. Còn cái đây ra sao? Chưa, mấy cái cụm chút chút. Đào vậy coi nhỏ nhỏ các bạn, cái to không có nữa. Mình đào được nó lên rồi các bạn. Ui trời, một cái củ trà ba. Nguyên một bờ đất. Ui cái chân đó. Nó gưa ta. Thôi, gọt bộ đất lại các bạn. Đây. Trời. Cô bộ đất lại. Cô ơi, thằng này. Ui thằng này khô. Thằng này tư, thằng này tư. Đấy. 1, 2, 3 thân. Dọn lại sắp đi các bạn. Cái gọt xong rồi các bạn. Đây. Trời, cái củ ơi. Bầu đất ấy. Tầm gần 20. Trời, trời rỡ cũng nhiều các bạn. Vừa vừa thôi. Mắng mắng thôi các bạn. Đấy, ba cái thân ấy. Chưa, ba cái thân. Nó mập quen quen quen. Cái đây cao chắc 70 các bạn. Thằng lớn, lớn ngón cái tay mình. Thằng này thì bằng ngón tay út. Thằng này bằng ngón lớn ngón tay trỏ. Rồi, mình được một cái đầu tiên các bạn. Đấy, mọc qua mọc lại lung tung cả đó. Giờ nó trồng rồi, nó sống rồi. Cột trì kéo gì đấy, lung tung các kiểu. Tính sao các bạn. Ồ, ở đây có cái nhỏ mà có trái nữa ta. Ui, ui. Còn sót lại một trái. Trái mà các bạn. Thôi mình hái mình ăn nha, con chim mình trọt ăn thôi. Tâm tìm lên văn nước còn cây nào nữa không các bạn. Bó bên kia cái đây lại. Mình gấp, mình gấp đi. Một cây hai châu nữa nè các bạn. Chô, cái cây này cái lá nó nhỏ. Mà cái cây cũng nhỏ luôn các bạn. Lá nhỏ, cây cũng nhỏ. Để mình coi thử xung quanh đây còn cây nào không? Nó có trốn chỗ nào để mình kiếm được các bạn. Chà, đây. Một cây đấy đứng kẻ đá. Một cây hai châu. Nhiều thân. Một cây trăm này nữa các bạn. Sao chỗ đây nó là một bụi vậy? Đây. 1, 2, 3, 4. Chú kình cọt mà sống nấu. Thôi, để mình đào nó gì mình trồng cho nó. Tưới nước cho nó sống. Khỏe hơn các bạn. Ở đây tẩu nó này. Thôi, đào cái bụi đen nói. Mình kiếm xanh quanh đây thứ còn cái nào. Nãy giờ mình được có một cây các bạn. Đi từ xuống giờ. Đây các bạn. Hồi nãy giờ mình lên quanh mình đào được 3 cây các bạn. Trời. Thỉnh như cây mía này các bạn. Một cây. Không có đất nha. Cái đi kẹt đá này. Kinh cọt. Trời. Cái đây còn được chút đất. Đây coi thế này các bạn. Hai thân. Chàng hẳn. Như con nhái. Đấy. Mình được 3 cây các bạn. Đó mình à. Lên văn thứ còn cây nào nữa. Chú cha anh đi mỏ đào sạch sẽ quá. Mình lên văn hết khu vực này các bạn. Mà không có cây nào nữa. Mình chỉ được 3 cây thôi thôi. 3 cây như cây củi đây. Đấy. Bó lại các bạn. Giờ mình đi mình cất các bạn. Rồi mình đi tìm chỗ khác thôi. Có cây nào nữa. Đi. Tới. Chú cha. 11 giờ các bạn. Mà check clip mình được 4 cây. Để mình tìm thứ còn chỗ nào được cây nào nữa. Mình đi tìm tiếp tục nữa các bạn. Mình gặp tiếp một cây nữa đây. Lá đây các bạn. Lá nhỏ dài. Hải châu. Lá nhỏ dài các bạn. Lá dài nha. Đây mình mới dọn nó sơ sơ các bạn. Nó bị cái dây này. Chú cái dây nó quấn chết mất cái đọt các bạn. Uống quá. Cái dây mà to dữ. Dây chiều xuân nó quấn cái đọt cây hải châu các bạn. Chô nó này. Đó mình gỡ ra. Mình đào luôn các bạn. 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân. Thỉnh thỉnh các bạn. Chắc mình lấy cái bụi đây luôn á. Chứ cây keo không còn nữa. Bây giờ là mình tìm toàn là cái trụ điện với cây mía được không các bạn.
cứ dãy mà đào. Đây các bạn, cái gốc đây mình đào chỗ đây này ha, ruộng đá to mà thẳng các bạn, nó mình kích thấp ấy, 30 cái thân đây thì to ngón cái chân mình. Mình đào tiếp được con bụi nữa này các bạn, chú cái bụi đâu á, cái bụi đề cao chứ cả mét đó các bạn, chú không, mình lấy bầu đất ít thôi cho các bạn, đủ sự sống cho phôi thôi, chứ mình cứ lấy nhiều chú cái đường đi dắt đi chết á, không có đuôi chuột mà rỡ bòi bòi đấy, nhỏ nhỏ vậy thôi. Chưa mấy cái bụi đây làm gì đâu, bữa nay hết cây các bạn, đào toàn là bụi rồi vậy không ạ. Còn nó giờ trồng bậy xuống rồi, chờ ngày nó sống lên rồi nó ra đọt ra nhánh rồi ra trái dồn các bạn, chứ không được cái công chuyện gì đâu. Vậy trồng bụi dồn trái chứ không được gì hết, mình bó nó lại các bạn rồi mình tiếp tục đi kiếm nữa. Mình đi mon men lần lần cũng qua tới biển các bạn. Đây cuối cùng mình cũng qua tới biển, đi tới đi lui đi xuôi đi ngược cũng tới biển. Chà, một cây hải châu nhỏ siêu nhỏ, chú sao cái nhỏ dữ, cái chỗ đây nó lớn quá nấu các bạn, nó chút chút rồi. Đâu mình đi nữa thôi, cứ vẫn mãi đi, đi đâu cũng thấy cái cua nợ đây các bạn, cái chân chấm khổng lồ. Chà, nó to cao quá nên chỗ nào cũng thấy các bạn. Mưa thiệt cái chứ, kìa một cái bên kia mới ráp được một cánh các bạn, cái đây mới ráp được một cánh này. Đây thấy cho mẹ cho mới ráp xem một cánh các bạn, còn cái đây thứ đây wow, cái đây còn quá to khổng lồ luôn. Chưa, cái hộp bình dương nó to chà bá các bạn. Mình để tiếp tục đi nữa thôi, lập cái giống gì không. Chụp đào cây này buồn thiệt các bạn, không còn cây nữa, đào tới đào lui. Ui bụi sim, đào xuôi đào ngược đào thế, không còn cái gì tội đâu. Chết cha, ôi bữa nay đi chỗ nào có nước uống hết á, khỏe. Ồ, chỗ đây mà nước chảy róc rách à, cho mơ thì khát nước lòi hẳn các bạn. Đây đây đây, có nước rồi, hên quá, nước rồi các bạn. Thôi mình tách mấy, mình làm miếng nước mình đi nữa các bạn. Đây các bạn, mình đi một mình mà cuối cùng cũng gặp bạn đồng hành, ha, đang nghiên cứu một cây mai rừng. Cái mai này nó mất cái là ra non các bạn, hôm nay nó chịu hạn này, sâu kín. Ừ, cái chín vậy, mấy cái cây mấy cái cây mà nó mới ra lá sơ sơ đây trồng được này, cái cũ là sao vậy? Ba rỡ chừng ba. Ơi rỡ chừng ba là ngon rồi á, biết nó có ăn rỡ này vô chân không, chứ mà mình được ba cái rỡ cái mai rừng mà xuống. Được, quay thôi, được quay thôi. Ôi, cái mai rừng mà được ba cái rỡ ngay cổ hủ xuống là đây, đây là cục trồng ba. Đúng rồi, ba cái bốn rỡ, ba rỡ, rỡ đây rỡ lớn. Ờ, cô tới kể không? Không, cái này không. Đây đụng cục đá lớn rồi. Vậy là ngon rồi á. Cái mai mà đào xuống được ba rỡ ngay cổ hủ là ngon á. Ba rỡ giờ sống. Đúng, đúng rồi, nó nhiều rỡ đấy. Thôi, nương nói gì nữa, tớ cục đá đi lên. Vậy nữa, chút mình lấy cục đá nữa. Đồ quá. Ý là mình làm đây, mình cho cục đá đi lên, cục đá cái khối đã chứ. Ừ, lấy cục đá lên trống bên đây, mình giặt đây ra cái mình âm vô, mình lấy cái chân rỡ dài dài xuống. Cái đẹp đó. Cái mai kia ấy ở dưới hũ to chô cho mũi nó bay. Ui chô, nó kêu như xéo thấu ấy. Ấy đào xuống ấy, lấy cái rỡ. Ý là cái đây lấy rỡ nôm được này. Thế mà sao rứt cái tàn dài dữ vậy? Đâu, kết lần ra, giờ chút kết ra, đào được xong kết, tía gọn ra. Chù chà, sao cái đồ đào quá phí vậy đây? Không có cầm xà đen, cầm nó trọt không à, trọt bấy không à. Được. Đây có cây mai nhiều. Nói thẳng là cái cây mai mà đào xuống chỗ đây mà được
ba cái thở là ngon đầu hả, ở xuống nữa nó có nhánh nữa đó, ba thở đúng không, chính xác. Hôm mai đi lên đấy rồi đi trồng, anh đi trồng qua tới đi, trồng lên u này xuống này chỗ này thấy có hai trâu. Ồ, có đào được cây hai trâu này chưa? Không có, không đào. Trời, nãy là đào mấy cây xấu 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 ấy, đào luôn. Chủ yếu kiếm mấy cây mini nha, giờ bỏ lục bình mà. Thôi, cây mai mà được ba thở là ngon đầu ạ. Có thở bên kia một thở nữa này, một thở này xuống nữa này. Hai nữa, ba. Ba. Ngậu bươi vậy tao mời chưa xem, đây này. Lấy cục đá đây ra, bắt đầu đục cái này vua đất ra, nó trống mình đào hiểm đâu chứ. Không, cái cục đá như tôi dĩ. Đây nè, cậy cái cục đây lên nè. Này cục đây lên nha, là nó đi một mớ đất vào, là mình ủi hết cái đất đi ra, là mình mới trống mình lùa đất ra được. Chứ cái mày này mà không đào lấy tối ưu quê rỡ thì tức lắm. Cái cục đá như tôi dĩ. Cục đá nó kèn rồi kìa. Chứ mà không anh thua. Cái cục đấy đâu đỡ đỡ rồi vô nó nhịp bất này lớn này tao còn cục dưới nữa chứ, cục dưới thì rỡ mai nó né đậu đấy, nhịp rồi đó, nhịp cái mai mà tao không có vô rỡ cho phía đó là ngon rồi, có cục đá nó chăng phía đó rồi. Anh em thằng đang khai quật cái mai rau chắc ăn là không đấy sẽ chưa. Trong cái lỗ đầu này nó đâu có vô được đó đâu. Lấy cái kéo. Lấy cái kéo, Trùng ngủ này. Lấy cái kéo dọn này. Đào xuống sợ cái đuôi chuột nó chạy thẳng tới âm phủ chứ. Còn được ba cái rỡ là ngon rồi. Hai rỡ nó thường thường hai rỡ. Hả? Hai rỡ. À nó có một rỡ mới chết kìa. Đào đá xuống ta nó đi thẳng chúng ta âm phủ á, mà cứ một rỡ vậy đào mà đào riết vào cái thôi bỏ chạy, bỏ của chạy lấy người liền. Đào mai bỏ của chạy lấy người thường mai vậy, một rỡ chuột bỏ chứ đào sống không thì một rỡ chuột buộc mình phải lấy tân nhánh. Không, đào đi thôi, mình đi thử có cái giống gì không mình nằm xuống này có không không. Xuống chỗ đây là biết rồi, mà xuống chỗ đây mệt lắm, đi qua bên kia thôi. Tự có cái giống gì mà mình đang tiếp tục mình gặp một cây xây các bạn, cho một cây xây lung lực cho mập u nu luôn. Chắc mình đào cục xây đây các bạn, mình coi thứ nó có rỡ ok không nha, có rỡ ok mình đào cái góc đây nu cục được một cái đào kết nhỏ các bạn, đào kết tí xíu ấy, mình xuống cái này thôi các bạn, nhẹ nhẹ cái to nó nặng quá, hồi nãy giờ mình đào các bạn, chuột bấy đá này, hòn đá dâng ra, đấy rỡ nhiều các bạn, mà còn cứng nhất cái, chuột có rỡ trong đây nữa này, chuột kết đá dâng đá ra ngoài luôn, chuột rỡ nó nhiều lắm. Rỡ lớn rỡ nhỏ bòi bòi một cây xây béo mình luôn các bạn, một đầu đây nó bị chết lao, đầu đây còn sống, hai đầu đây còn sống các bạn. Chú cây nó cao khoảng 50 cho mấy thuốc thân mặt đất lên cũng tầm 50 các bạn, 50-55. Chú nó là một cọc không có lắc kết liền băng, có ba cái đầu kết nhỏ các bạn, chỉ một cái đầu lúa này, đầu này bị ấy, còn mấy đầu đây nhỏ nhỏ này, mà cái quần khủng, cái quần khủng khiếp mà cái đầu kết nhỏ các bạn, rồi một cây xây béo mà luôn, cái này mình đào ra bên được các bạn, thở là chạy thoát rồi, đào cục đây là nó mấy cái hải trâu rất lồi hẹn rồi, thôi, có mấy cái nu, một cái nu, hai cái nu, ba cái nu, nó có mấy cái nu các bạn, chú sẽ rỡ thật bao la, chú mình tuôn ít rỡ chứ, đào xuống thôi, rỡ, thật đừng nói rỡ nữa, chum, hai cái đầu kết, đi xem, y như cái súng hai nòng, lên đầu các bạn, hơn quá, chưa, thôi, chết rồi.
một khúc trên này sao chết rồi. Ôi trời, nó to này. Mẹ cha vô, làm sao dắt cái nấu đây. Rõ này các bạn, ở dưới đây có một cái hang con gì. Ui ô, mình đào mình sợ con gì các bạn. Ở dưới đây nó trung lên nó kính. Chết cha. Trời, cái rõ này nè các bạn, có lỗi này. Trời, già. Mấy cây xe ở đây nó già lắm các bạn. Một cây xe già có lỗi. Béo mà còn lùn nữa chứ. Ôi trời, rỡ mà mọc được từ đây ra luôn này, khủng khiếp á. Chỗ nào cũng mọc được hết á. Hao số cái bầu đất ra. Không có ông nào mà dắt cho nấu. Trời, cái thứ cây này các bạn. Nó mà nó khô rồi ấy, đừng nói đinh mà đóng. Mấy cái cũng ngứa luôn. Trời, cái gỗ cây xe thì các bạn biết nó cứng cỡ nào rồi. Cái lá nó ta, đưa mình. Đây, cái cành ở đây các bạn. Để mình lấy cái lá nó xuống đã. Đây là lá của cây xây. Ôi ô, sao trên trời. Xuống đây con. Mẹ cha ơi, nằm cao dữ. Để mình chạy xuống. Thôi. Chết nằm trên trời. Đây. Để cái đọt đây. Đây. Lá này này các bạn. Cây xây lá không có to đâu nha. Đây. Những lá tết nó nhỏ như lá xanh luôn. Y như lá cây xanh các bạn. Đấy. Lá cây xây nó như vậy á. Trời. Thôi. Rào quá. Vũ cục đất cho chết. Không. Mình vũ cục đất các bạn. Ôi mình rinh ra chỗ. Chỗ sáng rồi mình quay các bạn xem. Đây các bạn. Xong rồi. Mình vũ hết đất. Đấy. Đem ra. Cái chân rõ. Mình đỡ dài dài các bạn. Đỡ mình dắt mình đi. Mình nghỉ nha. Cái mình đỡ xuống nó có dập chút đến cái nhà mình tờ lại. Chứ đỡ mình. Mình kết xác là. Mình đi mình nghỉ nó dập. Là không có chỗ tờ các bạn. Chứ cũng bị trắng thương rồi chứ. Một miếng. Hai miếng. Để các bạn bị dứt vô một đường đó. Trời. Nặng quá. Cây xây quá nặng luôn. Hai cái đầu đây theo lũa, đầu đây đầu sống, hai đầu sống nhỏ xíu các bạn. Sao đó, nhiều rỡ đấy, chú nó mọc rỡ cũng dối, mấy cái chỗ thằng này mà có đất cái mọc rỡ ra liền. Chú, cha nu cục cục. Đấy, hai ba cục. Cứ đỡ giải giác đi các bạn. Về nhà tính tiếp. Trời, mình bênh xem gốc cây các bạn. Mình đi hồi nãy rồi. Một tiếng rưỡi ngồi rồi mà chưa ra khỏi khu rừng. Trời, nó kẹt cái chỗ đám dây đây. Nó rấu như tơ các bạn. Không tài nào đi được. Chết. Bây giờ để mình bấm các bạn. Mình dọn con đường á. Mình dọn con đường rồi mình này. Phát cái cây ra các bạn. Cái đường mới trung qua mà quay lại cũng mất luôn. Nó vừa sợ chứ. Để mình tìm đường mình dọn các bạn. Trời, lại quay ra tới quay trống các bạn. Mất một tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi một các bạn. Trong cái đám rừng rấu đây này. Mời, chào. Đi mà. Có một khúc đường khoáng. Chừng 200 mét trong mấy các bạn. Trời, biển ra. Mà đi một tiếng rưỡi một. Mới đưa được cái cục đây ra các bạn. Nếu mình duỗi không mà meo các bạn. Rừng rấu quá mình phải dọn đường. Ôi dồi mà lùng tung lúng túng. Thôi ra bây giờ. Mình nghĩ xíu các bạn. Rồi mình này. Hãy dọn mấy cái cây của mình trên đường đi chưa. Chuyến đi rừng mình xin kết thúc ở đây các bạn.